thằng ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh qua tuổi ai sang giàu ai chán có, mai ra kiếp con người về với các vui mơ thì cũng đều đòi tại trần. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù trần gian rối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng oan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ còn chờ về cát bụi. Đời là bao hai mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ngu buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền, truyền thế sự nơi chân ai. Phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù trần gian rối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội. Bao giờ còn chờ về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao hai mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ngu buồn, chẳng nói tiếc muôn phiền, truyền thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ngu buồn, chẳng nói tiếc muôn phiền, truyền thế sự nơi chân Sư Duma, chúng con được biết đây là ca khúc được Minh Sư hát trong CD Vol 10 sắp ra mắt công chúng của Ngài.
Đây là ca khúc thứ hai trong chương trình hôm nay. Minh Sư cho chúng con thấy sự cảm thương, xót xa với kiếp làm người, không biết đi đâu về đâu của những chúng sanh không gặp được Minh Sư. Chúng con kính xin Minh Sư chia sẻ thêm về những nỗi niềm của Ngài qua ca khúc này cho chúng con được nghe ạ. Thì những ca khúc này rất hay. Sư phụ một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ đã phổ ra ca khúc rất hay, rất ý nghĩa cho con người chúng ta, những tình bạn, tình người vân vân và cuộc sống. Những ca khúc đem lại những đạo đức, những tình cảm, những thương yêu. Một kiếp con người chỉ trọn vẹn 100 năm. Xin đừng đem sự thù hận, chỉ đem sự bình an, thương yêu dành cho nhau trong kiếp làm người ngắn ngủi cùng một kiếp người chúng ta trên quả địa cầu này. Sự thương yêu, sự đầm bọc, sự nhắc nhở yêu thương nhau và chia sẻ với nhau, đó là tình người, tình bạn, tình thầy, tình cha mẹ, anh em, hay tình đồng hương, hay là tình con người sống trên nhân gian này. Chúng ta phải biết thương yêu nhau, đùm bọc và thương yêu, bảo vệ cho nhau với một cuộc sống gian nan trên quả địa cầu này. Ca khúc cũng là lời nhắc nhở đến với mọi người. Đừng đem sự hận thù, đừng đem sự cá nhân của mình mà ganh ghét với nhau, vì đời người vô cùng ngắn ngủi. Không biết được ngày mai chúng ta sẽ ra sao. Cho nên chúng ta nên đem tình yêu thương của mình và trái tim này để yêu thương, đùm bọc với nhau, để tìm ra sự an lạc, bình yên cho nhau, dành cho nhau một nụ cười, dành cho nhau những tình yêu đầm ấm, dành cho nhau những sự lạc quan, yêu đời, dành cho nhau những sự bình an, chứ đừng dành cho nhau những sự hận thù, tranh đua. Đó là không tốt cho cuộc đời làm người. Trên ca khúc này là một thông điệp đưa đến cho mọi người tình bạn, tình người trên nhân gian. Đó là những gì nhắn nhủ của sư phụ. Xin cảm tạ anh sư. Xin cảm tạ anh sư.